môi cho khách hàng họ phun thật đậm á, màu thật đỏ á, da từ 5 tới 7 tuổi là cái chắc. Ví dụ như bờ môi của khách hàng chỉ chứa được 100 hạt mực mà yêu cầu làm đậm á, thì phải đưa 300 hạt mực, thậm chí là 500 hạt mực. Thì lúc này các hạt mực nó sẽ chen chúc nhau, làm cho bờ môi nó bị dày màu, cộm màu. Tuy là đỏ thật đó, đậm thật đó, nhưng mà bờ môi này Mai Sa gọi là bờ môi chết, làm cho khách hàng già hơn, xấu hơn. Nhìn lên bờ môi bị cộm mực dày màu, không còn trong veo nữa. Với công nghệ phun môi tắm màu Lightus tại Mai Sa, xử lý môi thâm, tạo dáng môi cười, phun màu đẹp nhẹ nhàng tự nhiên. Chỉ cần kim lướt chậm nhẹ như bay trên bờ môi sau 30 phút sẽ tạo cho khách hàng một bờ môi thấy dáng không thấy khung, thấy màu không thấy mực. Kỹ thuật pha phối màu chuẩn tông giúp cho khách hàng có bờ môi đẹp nhẹ nhàng tự nhiên, sexy và đầy gợi cảm. Sở vật chất khang trang sạch đẹp, máy móc tiên tiến hiện đại, đội ngũ nhân viên y tá bác sĩ chuyên môn cao, tay nghề giỏi đã giúp làm đẹp thành công cho hàng triệu khách hàng. Hãy liên hệ ngay với Mai Sa chi nhánh gần nhất để được làm đẹp tại nhà mà không lo về giá. Hàng hiệu giá bình dân, khẳng định luôn Mai Sa đến là đẹp.